sắc mầm xanh nhân tài đất mưa. Người trồng cây mong mười năm hái quả, ta trồng người vì lợi ích trong năm. Ta tự hào là nhà giáo Việt Nam, là đóa hoa thơm giữa vườn xuân đất mưa. Sóng gió không ngăn thuyền đã lên phía trước, cất lên vinh quang bao lớp lớp người. Còn nhớ quy tắc khi xưa đất Phật đèn chìm trong tăm tối, tổ quốc sang trang hôm nay tươi nắng hồng nở trang sách mới. Đường vinh quang ở phía trước gọi bao nhiêu lớp người, lòng tin chung và trí thức đi xây đất ngày mai. Mầm non trắng từng lớp lớp gọi ta mang nhiệt tình, vì tương lai của đất nước. Thân mến, trong không khí náo nức vui tươi hôm nay, thầy và trò trường Trung học cơ sở Trung Thành thật vinh dự được đón tiếp trọng thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng thế hệ các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đến dự buổi lễ trọng thể này. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được gửi đến quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh có mặt trong buổi lễ hôm nay lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và tự hào sau những tháng ngày vất vả, chăn trở xây dựng và trưởng thành, trường Trung học cơ sở Trung Thành được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự cống hiến không mệt mỏi của các thế hệ thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, sự cố gắng của các em học sinh để hôm nay đây, trường Trung học cơ sở Trung Thành vinh dự được đón bằng công nhận trường khách quý. Kiến phần lễ giữ bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Vâng, lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia, trường Trung học cơ sở Trung Thành. Chủ nghĩa Việt Nam ghi nhận trong màu cờ là màu đỏ thắm, trưng cho những hình dung thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Phối với tờ lá cờ là ngôi sao vàng năm cánh, biểu trưng cho cả nước, nhân dân các dân tộc xã Trung Thành luôn trung thành với đường lối của Đảng. Của thầy và trò để xứng đáng với thành tích đó, thầy và trò trường Trung học cơ sở Trung Thành nỗ lực không hề mệt mỏi viết tiếp những trang hồng chí vẻ vang cho sự nghiệp chồng người. Xin hứa với tất cả các cấp các ngành, trường Trung học cơ sở Trung Thành sẽ phấn đấu giữ chuẩn và tiếp tục đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học tới. Xin mời quý vị khách quý cùng như tất cả các em học sinh, các thầy cô giáo nổ một tràng pháo tay thật to để chúc mừng trường Trung học cơ sở Trung Thành đạt chuẩn quốc gia. Sau đây, xin kính mời các vị khách quý, các thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh chúng ta đứng dậy cùng hướng lên sân khấu chứng kiến phần lễ khai trương biểu trưng trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng chí Vi Hữu Cầu, Bí thư Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên lên sân khấu, cũng như đồng chí Lê Thị Bích Vân, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Vị Xuyên lên sân khấu. Xin chào kính mời đồng chí Đông Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành, và đồng chí Vũ Thị Yến, Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường lên sân khấu cùng khai trương biểu trưng trường Trung học Trung Thành đạt chuẩn quốc gia năm học 2020.
2015-2016. Xin trân trọng kính mời. Xin mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em đang ngồi xuống. Thưa quý vị đại biểu, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và mục tiêu lớn nhất của thầy, đó cũng là những đóng góp to lớn trong sự nghiệp chồng người nói riêng và sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung. Sau đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô, quý bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng phần 1 với chủ đề đi theo tiếng gọi Bác Hồ, gồm các ca khúc Người là niềm tin tất thắng sáng tác nhạc sĩ Chu Minh, ca khúc Tự hào nhà giáo Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Cao Văn Trương. Phần 2 xin phép được bắt đầu. Tên tuổi của người sống mãi với non sông Việt Nam, người đã trở thành niềm tin tất thắng, đồng hành cùng dân tộc ta đi từ những lần này đến thắng lợi. Thank you.
thế hệ học trò hướng về thầy cô thân yêu của mình, những người ngày đêm miệt mài với chân giáo án, những người dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp chồng người, những người đã lòng thầm lặng đưa thế hệ trẻ đến bờ của tương lai, những người ước mầm xanh cho quê hương đất nước.
lực, nỗ lực vượt khó, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp sức đào tạo thế hệ trẻ có phẩm chất, có năng lực, có khát vọng để tiếp bước cha anh xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Cùng nhau ngày 20 tháng 11 của những nhà giáo Việt Nam. Văn nghệ, chương trình văn nghệ xin phép được tạm dừng tại đây. Sau đây xin chào kính mời quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đứng dậy làm lễ chào cờ. Xin mời đội nghi thức vào vị trí để làm chuẩn bị làm lễ chào cờ. Sau 19 năm được tách ra từ trường phổ thông cơ sở Trung Thành và mang tên trường trung học cơ sở Trung Thành, trong thời gian đó nhà trường luôn được từng bước xây dựng trưởng thành dù trong điều kiện khó khăn và vất vả. Song đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên cùng với các em học sinh trong toàn trường đã phấn đấu bền bỉ vượt qua mọi khó khăn gian khổ để quyết tâm thi đua học tốt, dạy tốt. Từ mái trường thân yêu này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành đủ phẩm chất, đạo đức, kiến thức văn hóa, có đủ sức khỏe để đi vào cuộc sống, góp phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng đất nước, tiến theo con đường công. Trường trung học cơ sở Trung Thành có được niềm vinh dự hôm nay là cả quá trình phấn đấu kiên trì bền bỉ, đầy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương và toàn thể bà con nhân và đào tạo huyện Vị Xuyên, và đặc biệt là công sức trí tuệ của tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và các em học sinh trong nhà trường qua nhiều thế hệ. Để ghi nhận kết quả đó và sự cố gắng nỗ lực cơ sở Trung Thành huyện Vị Xuyên đạt chuẩn quốc gia, đây cũng là vinh dự vô cùng cao quý của ngành giáo dục huyện nhà, của địa phương và của trường trung học cơ sở Trung Thành,
đồng thời cũng là động lực mạnh mẽ, niềm khích lệ đội ngũ giáo viên nhiệm và tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, góp phần vào sự phát triển giáo dục trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hòa chung với không khí tưng bừng chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Trung Thành khóa 14, Đại hội Đảng bộ huyện Vị Xuyên khóa 23, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa 16 và tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 và tổ chức những hoạt động sôi nổi kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm nay, Trường Trung học Cơ sở Trung Thành long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận Trường Trung học Cơ sở Trung Thành đạt chuẩn quốc gia và lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đến dự với buổi lễ hôm nay, thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về yêu cầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, huyện Vị Xuyên đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Nguyễn Trung Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vị Xuyên đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Nguyễn Trường Tộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vị Xuyên đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Có các đồng chí, quý vị đại biểu đại diện cho các phòng, cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện Vị Xuyên đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Để dự với buổi lễ hôm nay, trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Tuyết Vân, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Vị Xuyên đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về phía Đảng ủy, chính quyền, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Mai Công Lập, Phó Bí thư Chủ tịch xã Trung Thành đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Thể xã Trung Thành, bạn Trường Trung học Cơ sở Lâm, Trường Trung học Cơ sở Lý Tự Trọng, Trường Trung học Cơ sở Đạo Đức, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Bạch Ngọc, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở Thượng Sơn, Trường Tiểu học Trung Đan Bia chào mừng. Đến dự với buổi lễ hôm nay còn có các thầy cô giáo nguyên là lãnh đạo của nhà trường qua các thời kỳ và các thầy cô giáo đã từng công tác tại trường và nay đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác đến một đơn vị mới. Và đặc biệt đó là sự có mặt của đông đủ các thầy cô giáo và toàn thể. Đón đại biểu vào lễ đài phần 2 giữ lễ bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Phần 4 trưng văn nghệ chào mừng. Phần 5 chào cờ. Phần 6 tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Phần 7 báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Phần 8 công bố quyết định trường chuẩn quốc gia. Phần 9 trao bằng công nhận trường chuẩn quốc gia. Phần 10 lãnh đạo phát biểu. Phần 11 công tác thi đua khen thưởng của nhà trường. Phần 12 ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phần 13 phát biểu cảm tưởng của học sinh và giáo viên trong nhà trường. Phần 14 tổng kết thi đua ngày 20 tháng 11. Phần 15 đó là bế mạc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh, để xây dựng trường chuẩn quốc gia là một quá trình phấn đấu, xây dựng nỗ lực dạy và học của thầy và trò trường Trung học Cơ sở Trung Thành, đồng thời được sự chỉ đạo của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương chú trọng chăm lo về cơ sở vật chất xứng tầm với danh hiệu cao quý. Tiếp theo chương trình sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Vũ Thị Yến, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đến thông qua báo cáo kết quả quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia của Trường Trung học Cơ sở Trung Thành. Xin trân trọng kính mời cô. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thế hệ nhà giáo, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh. Hôm nay, cùng với niềm vui chung của cả nước đang ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, được sự nhất trí của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân,
Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vị Xuyên, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Trung Thành, Trường Trung học Cơ sở Trung Thành hân hoan long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Trung học Cơ sở Trung Thành đạt chuẩn quốc gia và kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, các em học sinh nhà trường gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc buổi lễ có nhiều ý nghĩa sâu sắc và thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các thế hệ nhà giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, Trung Thành là một xã vùng thấp của huyện Vị Xuyên. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của nhân dân các dân tộc trong toàn xã, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao, xây dựng cơ bản được đẩy mạnh theo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, và xã đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã không ngừng được củng cố và phát triển, duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục và phổ cập bậc trung học cơ sở. Năm học 2012-2013, trường mầm non của xã đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Kính thưa quý vị đại biểu, do yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục, năm 1996, trường Trung học Cơ sở Trung Thành được tách trường Trung học Phổ thông Cơ sở Trung Thành và thầy giáo Mai Hồng Xuân được bổ nhiệm là hiệu trưởng. Đây là giai đoạn củng cố đội ngũ, nâng cao chất lượng, tăng cường huy động cho giai đoạn tiếp theo. Từ năm 2010 đến nay là giai đoạn chuẩn hóa nhà trường. Cứ thế, mỗi năm học qua đi, bằng mồ hôi công sức, bằng sự chắc chiêu dành dụm các nguồn lực, bằng sự đóng góp của nhân dân, sự đầu tư của nhà nước, trường lớp ngày càng khang trang, sạch, đẹp. Trường đã có một sắc thái mới, tập thể sư phạm nhà trường quyết tâm hướng tới một chặng đường mới, chặng đường xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Ban giám hiệu và mỗi cán bộ giáo viên nhận thức, xây dựng trường chuẩn quốc gia là quá trình phát triển của nhà trường nhằm đáp ứng các yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục và mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội. Đối chiếu với năm tiêu chuẩn theo thông tư 47 ngày 7 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo, trường Trung học Cơ sở Trung Thành đều đạt các tiêu chuẩn. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thế hệ nhà giáo, các cô giáo, các em học sinh thân yêu, trải qua quá trình xây dựng và phát triển, trường Trung học Cơ sở Trung Thành đã ghi lại những dấu son đáng tự hào. Từ đây đã tỏa sáng bao tấm gương thầy cô tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu, được các thế hệ học sinh và nhân dân kính trọng. Đó là các thầy cô, thầy giáo Mai Hồng Xuân, cô Phạm Thị Lộc, cô Đinh Thị Bính, cô Đinh Thị Toại, cô Nguyễn Thị Hồng Duyên, cô Nguyễn Thị Thu, cô Lục Thị Hạnh, vân vân. Chúng ta tự hào có các thầy cô được tặng huy chương, kỷ niệm chương và danh hiệu giáo viên giỏi các cấp. Lặng lẽ nhưng vô cùng cao quý, các thầy cô nêu gương về lòng kiên trì, sự đam mê nghề nghiệp, thương yêu tận tụy hết lòng với học sinh. 19 năm qua, từ mái trường này, nhiều học sinh lớn lên đã trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc. Nhiều em là học sinh xuất sắc trong các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, ghi nhận sự phấn đấu bền bỉ của nhà trường, ngày 16 tháng 11 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang ký quyết định số 2228 công nhận trường Trung học Cơ sở Trung Thành đạt chuẩn quốc gia. Đây là niềm vinh dự, tự hào, sự động viên khích lệ to lớn không chỉ đối với toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, mà còn là vinh dự đối với toàn đảng bộ, nhân dân xã Trung Thành. Từ đây mở ra một chặng đường mới để trường Trung học Cơ sở Trung Thành vươn lên, phấn đấu trở thành một ngôi trường vững mạnh về mọi mặt. Những gì mà thầy trò, nhà trường tạo dựng được trong những năm qua là sự kết tinh của phẩm chất đạo đức và lối sống văn hóa, là lương tâm trách nhiệm và trí tuệ của người thầy, là thành quả sự quan tâm giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của các cấp quản lý đã góp phần vào quá trình nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương. Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã khó, giữ vững danh hiệu đó càng khó hơn. Ý thức được điều đó, tập thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường xác định nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường khối đoàn kết nhất trí, trên dưới một lòng, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vì vậy trước mắt nhà trường sẽ rà soát để hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.
có kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuẩn hóa về mọi mặt, đồng thời quản lý tốt, bổ sung, nâng cấp, khai thác và sử dụng triệt để cơ sở vật chất hiện có để phục vụ công tác dạy học. Xem việc đổi mới quản lý là yếu tố then chốt để duy trì các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia. Kính thưa quý vị đại biểu, có được thành kết quả như trên, ngoài sự vận động kiên trì của nhà trường, còn có sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và toàn thể tiền nhiệm, các thầy, các cô, nguyên là nhà giáo và cán bộ quản lý của nhà trường qua các thời kỳ. Xin cảm ơn các đồng nghiệp đã công tác tại trường, nay đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác vì những đóng góp trên nhiều phương diện, góp phần chung sức xây dựng nhà trường để được như ngày hôm nay. Xin được ghi nhận và cảm ơn các thế hệ học sinh vì những đóng góp, lao động xây dựng nhà trường trong học tập và rèn luyện, tô thắm lịch sử trường thân mến. Các thế hệ thầy cô giáo, các thế hệ cha anh đi trước đã để lại là nhiều tấm gương tốt đẹp, nhiều bài học quý giá. Các em cần phải biết nêu cao lòng tự trọng, niềm tự hào được học trong ngôi trường có truyền thống tốt đẹp này, để nỗ lực học tập rèn luyện thật tốt, nêu cao trách nhiệm, tiếp tục tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của nhà trường. Các thầy cô giáo luôn mong rằng hôm nay các em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về các em. Chúc các em chăm ngoan học giỏi, công lao và sự chăm quan tâm to lớn của toàn xã hội dành cho nhà trường không thể nào nói hết được. Thầy trò chúng tôi sẽ mãi mãi tri ân để khỏi phụ lòng ưu ái đó. Cuối cùng, xin chúc, kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thế hệ thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Học sinh, vừa qua thì chúng ta đã nghe cô Vũ Thị Yến, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia của trường Trung học cơ sở Trung Thành. Bạn đồng tôi xin quý vị khách quý cũng như tất cả các em học sinh nổ một tràng phát thanh thật to nữa để chúc mừng thành quả của thầy và trò trường Trung học cơ sở Trung Thành đã đạt được. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân mến, với những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng trường Trung học cơ sở Trung Thành đạt chuẩn quốc gia và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận, hôm nay trong không khí trọng thể này, trong buổi lễ hôm nay, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Tiến Duật, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên nên công bố quyết định công nhận trường Trung học cơ sở Trung Thành đạt chuẩn quốc gia. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Đại biểu, tôi xin phép được công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang số 2288 ngày 16 tháng 11 năm 2015 quyết định công nhận trường Trung học cơ sở Trung Thành, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đạt chuẩn quốc gia. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ thông tư số 47/2012 ngày 7 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 185 ngày 10 tháng 11 năm 2015 về việc công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Quyết định điều 1 công nhận và cấp bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia cho trường trung học cơ sở xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Điều 2, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên và trường Trung học cơ sở xã Trung Thành có trách nhiệm tiếp tục củng cố, duy trì, phát huy kết quả đã đạt được, giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia trong những năm tiếp theo. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, thủ trưởng các ngành chức năng có liên quan và hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Trung Thành, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có giá trị 5 năm và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sơn đã ký. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lâm Văn Quyết, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Mai Công Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, tập thể ban giám hiệu nhà trường và đồng chí Lê Thị Tuyết Vân,
trưởng phòng giáo dục và đào tạo lên sân khấu nhận bằng công nhận của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy lên trao bằng công nhận và phát biểu chúc mừng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến, rất vinh dự hôm nay đến dự lễ công nhận trường trung học cơ sở xã Trung Thành đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2010-2016. Lời đầu tiên, thay mặt cho các vị lãnh đạo huyện, xin gửi tới các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể các đồng chí, Vị Xuyên chúng ta rất vinh dự được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là điểm, là huyện động lực của tỉnh. Sở dĩ chúng ta là động lực bởi vì động lực là có đầy đủ tất cả các điều kiện, chúng ta được công nhận là như vậy. Vì sao? Huyện Vị Xuyên chúng ta hiện nay được xếp là huyện có diện tích lớn nhất tỉnh, diện tích hiện nay khoảng độ 1.500 cây số vuông. Để các em học sinh biết như vậy, chúng ta huyện chúng ta rất là lớn, tức là gấp đôi Singapore. Một cái đất nước Singapore có 750 cây số vuông, đi du lịch là đi một ngày là hết đất nước. Thế như vậy chúng ta có đầy đủ các điều kiện, chúng ta có các xã đều bao quanh thành phố, có cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, có công nghiệp phát triển và đặc biệt là nông nghiệp cũng được tỉnh coi trọng. Đối với Trung Thành chúng ta là cái xã cũng đã được ca ngợi, có cam ngọt, có chè. Như vậy tức là chúng ta có đầy đủ các điều kiện về kinh tế phát triển, văn hóa xã hội phát triển. Trường nào chúng ta chưa đạt chuẩn? Đối với trường trung học cơ sở Trung Thành, tôi nghĩ việc chúng ta công nhận đạt chuẩn hôm nay thì mới là bước đầu để chúng ta bước vào ngưỡng được công nhận cái chất lượng dạy tốt, học tốt. Thế và còn 5 năm tiếp theo rồi nữa, chúng ta làm sao luôn luôn giữ được chuẩn? Tôi nghĩ là 5 năm tiếp theo để công nhận, để giữ chuẩn, chắc chắn là tiêu chuẩn sẽ phải được nâng lên. Đó, chắc chắn trong những năm tiếp theo, việc công nhận đạt chuẩn, chất lượng sẽ được nâng lên. Chính vì vậy tôi đề nghị trường trung học cơ sở xã Trung Thành chúng ta tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được để làm sao 5 năm tới chúng ta công nhận lại, tiếp tục đạt chuẩn và chuẩn chất lượng cao hơn. Đúng vậy. Xin nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng, chia vui với trường trung học cơ sở xã Trung Thành. Một cái điều vui nhân đôi đó là chúng ta, ngành nhà giáo Việt Nam
xin chúc các thầy cô giáo sức khỏe, chúc các học sinh chúng ta mạnh khỏe, tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt để phấn đấu xây dựng trường trung học cơ sở xã Trung Thành luôn luôn đạt danh hiệu, giữ vững danh hiệu là trường chuẩn quốc gia. Xin cảm ơn và xin chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí. Nhân dịp trường đạt chuẩn quốc gia, huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện xin có một món quà, một cái bộ máy vi tính để góp phần thêm vào cho tăng thêm cái phần cơ sở vật chất cho nhà trường, phục vụ cho dạy và học của các em học sinh, các thầy cô giáo và các em học sinh. Xin kính mời ban giám hiệu chúng ta lên sau là mày. Phụ huynh và toàn thể các em học sinh trong lễ long trọng nhận bằng công nhận trường trung học cơ sở Trung Thành đạt chuẩn quốc gia và lễ kỷ niệm ngày 20 tháng 11. Hôm nay Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang không còn bị điều kiện không xuống đường, chính vì thế mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang cũng có đặng hoa và tặng trường trung học cơ sở Trung Thành 1 triệu đồng. Và đến buổi lễ hôm nay còn có các vị đại biểu cũng đến dự với chúng ta hôm nay. Xin chào, kính mời các vị đại biểu lên sân khấu tặng hoa cho các thầy cô giáo trong buổi lễ ngày hôm nay. Xin chào, kính mời. Của đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, đồng chí đã đánh giá, ghi nhận, biểu dương những thành tích đã đạt được của xã, của trường trong thời gian qua để phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo các ủy chính quyền địa phương, các thầy cô địa phương, xã Trung Thành, tôi xin được tiếp thu ý kiến chỉ đạo và cảm ơn sự biểu dương, động viên của đồng chí Bí thư Huyện ủy. Và xin hứa với đồng chí và các đồng chí lãnh đạo huyện, xã sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu duy trì phát triển và nâng cao hơn nữa chất lượng trường chuẩn quốc gia trong thời gian tới. Một lần nữa thay mặt cho các ủy chính quyền địa phương, xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Bí thư Huyện ủy, các quý vị đại biểu sức khỏe hạnh phúc và chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thế hơn, Bí thư Đảng ủy, trưởng công an huyện Vị Xuyên cũng có đặng hoa đến chúc mừng các thầy cô giáo và các em học sinh trường trung học cơ sở Trung Thành. Một lần xin cảm ơn và nổ một tràng pháo tay rất to để chúc mừng quý vị đại biểu đến chỉ đạo cũng như đến tặng hoa các thầy cô giáo và các em học sinh trong ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, các quý các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh, trong không khí long trọng lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, sau đây xin mời em Hoàng Thị Mai Anh lớp 9A lên phát biểu cảm tưởng trong buổi lễ hôm nay. Xin mời em. Phụ huynh, các bạn học sinh thân mến, người xưa đã có câu: công cha áo mẹ chữ thầy, cáng công mà học có ngày thành danh. Có thể nói mỗi chúng em từ khi sinh ra đều được lớn lên trong sự dạy dỗ của cha, tình yêu thương của mẹ và được các thầy cô chắp cho đôi cánh ước mơ. Không
không có một ngôn từ nào có thể diễn tả hết công lao to lớn như trời biển của các thầy cô. Và chắc chắn rằng dù có đi suốt cuộc đời này, chúng em không thể nào đền đáp được công ơn ý nghĩa ấy. Tất cả những điều đó đã được chúng em khắc sâu trong lòng. Hôm nay trong ngày Nhà giáo Việt Nam, trường Trung học cơ sở Trung Thành vinh dự đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn cấp quốc gia. Em xin được đại diện cho toàn thể học sinh trong toàn trường bày tỏ những suy nghĩ, tình cảm cả của tuổi học trò và xin được dâng lên thầy cô những đóa hoa tươi thắm với sự tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh thân mến. Cổ nhân thường nói, không thầy đố mày làm nên. Lời dạy ấy quả không sai. Từ những ngày đầu cắp sách đến trường, với những bước chân ngập ngừng e sợ, chúng em đã cảm nhận được sự ân cần, trìu mến, sự che chở và nâng niu của thầy cô dưới mái trường thân thương này. Chúng em được khám phá thế giới diệu kỳ với tất cả lòng say mê. Thầy cô đã mở cho chúng em vô vàn những điều kỳ lạ và kỳ thú. Bằng tâm huyết và lòng yêu thương, thầy cô đã giảng giải cho chúng em bao điều hay lẽ phải, giúp chúng em tiếp cận và lĩnh hội tri thức, khơi dậy cho chúng em những khát vọng khôn cùng. Thầy cô gần gũi với chúng em, đối xử với chúng em bằng tất cả tấm lòng. Trước mắt học sinh, viên phấn trắng và cái bảng đen luôn là trung tâm và đức độ của người thầy. Những ấn tượng tốt đẹp ấy sẽ mãi theo em trong sự bảo ban, chăm sóc của thầy cô. Chúng em cứ thế trưởng thành qua từng ngày, chúng em hân hoan trong tiếng cười rộn rã với bạn bè thân yêu, hạnh phúc trong ánh mắt dịu dàng và lời nói ngọt ngào ấm áp của thầy cô. Mỗi ngày đến trường với chúng em thật sự là một niềm vui. Cha mẹ cho em hình hài, thầy cô cho em kiến thức, và theo năm tháng em lớn lên, ai cũng mong sao cho chúng em sẽ thành người. Các thầy cô là những kỹ sư tâm hồn, những người trèo đò một đời âm thầm và lặng lẽ trong đường đời muôn vạn nẻo. Từ con đò ấy, mai này chúng em sẽ đi muôn nơi, mang theo hành trang mà các thầy cô đã dày công vun đắp và gửi gắm niềm tin yêu, hy vọng. Trong hành trang ấy, chúng em sẽ mang theo những ngày tháng không quên và đầy ắp kỷ niệm dấu yêu dưới ngôi trường này. Chúng em luôn hiểu rằng thầy cô vẫn luôn dõi theo chúng em từng ngày, từng phút. Đó sẽ là sức mạnh, là chỗ dựa, là niềm tin cho chúng em vững bước tới những chân trời mới. Để rồi trong những lúc nhọc nhằn hay gặp những thử thách gian lao, sức mạnh ấy sẽ giúp cho chúng em cứng cáp mà vượt qua. Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh thân mến, trong giây phút này đây, niềm xúc động cứ dâng trào trong mỗi chúng em. Dù chúng em có nói bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể nói hết được sự biết ơn mà lớp lớp những thế hệ học sinh dành cho các thầy cô. Hôm nay và ngày mai nữa, chúng em sẽ nguyện cố gắng hết sức mình, nỗ lực học tập và rèn luyện nhân cách để đáp lại một phần nào đó những gì mà thầy cô đã trông đợi trong chúng em. Chúng em xin dâng tặng các thầy cô những điểm 9, điểm 10 như những bông hoa xinh xắn, như một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Thầy cô mãi mãi là ngọn đuốc soi đường, dẫn bước trong trái tim chúng em. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Các thế hệ các thầy cô giáo đã cống hiến trí tuệ của mình trên mọi lĩnh vực công tác, để lại cho bao kinh nghiệm các thế hệ sau trong sự nghiệp chồng người, là những thế hệ tiếp bước của các thầy cô giáo đi trước, nguyện phấn đấu hết mình trong sự nghiệp giáo dục. Sau đây, xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên nhà trường, lên phát biểu cảm tưởng của mình trong ngày lễ hôm nay. Xin trân trọng kính mời cô. Kính thưa các thế hệ nhà giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh thân mến, người xưa có câu, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Có lẽ vì sự quý trọng đó với người thầy, mỗi năm trong ngày này, 20 tháng 11, chúng ta lại được dự ngày lễ trọng đại, tôn vinh các thầy cô giáo, những người thực hiện nghĩa vụ chồng người cao quý. Hôm nay, trường Trung học cơ sở Trung Thành vinh dự được đón nhận danh hiệu trường đạt chuẩn cấp quốc gia. Tôi rất vinh dự được thay mặt các thầy cô giáo của nhà trường phát biểu cảm tưởng trong ngày lễ trọng đại này. Trước tiên, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, các thế hệ thầy cô giáo, các bạn bè đồng nghiệp lời chúc sức khỏe và lời chào hạnh phúc.
những chiếc lá bàng đã phủ kín sân trường trong không khí se lạnh của mùa đông đã về, lòng chúng tôi bỗng ấm lại trước ánh mắt thơ ngây của học trò, trước những lời chúc mừng chân thành nhất của các em. Đã bao năm trôi qua, bao chuyến đò vượt thời gian không gian đưa các em đến với bến bờ tri thức. Chúng tôi, những người thầy cần mẫn chắp chiêu với nồng ấm của đất trời, của tình người mà truyền lại cho các em sinh khí của cuộc đời. Chúng tôi mang đến cho các em không chỉ là tri thức mà còn là những bài học làm người. Và từ đây, chúng tôi luôn dõi theo bước đường trưởng thành của các em. Và sự trưởng thành đó là món quà quý giá nhất đối với chúng tôi. Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, kính thưa các thế hệ các nhà giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh thân mến, năm nào cũng vậy, lòng nhiệt huyết vì yêu trường, yêu lớp nhiều hơn. Bác Hồ đã nói, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người. Chúng tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình. Chúng tôi tự hào vì mình được ví là kỹ sư tâm hồn, là người kiến tạo tương lai. Và chúng tôi luôn tâm đắc với câu nói của ai đó đã từng nói: thầy ơi, lòng sông sâu con sào dài đo được, lòng người đưa đò ai đo được sự bao la. Chúng tôi có mặt ở đây hôm nay như những người lái đò thầm lặng khác. Chúng tôi chỉ mong muốn trở nặng những chuyến đò tình nghĩa, được các em bay xa, bay cao đến chân trời mơ ước đang rộng mở. Và một ngày nào đó, các em tự hào vì đã được rèn luyện và học tập với chúng tôi ở môi trường trung học cơ sở Trung Thành này. Là những người thầy trong cuộc hành trình đem đến tri thức, trí tuệ, đạo đức cho những em học sinh, chúng tôi luôn hoàn thành tốt trách nhiệm của mình với tình yêu thương và sự thân thiện của các em. Cuối cùng, trong niềm vui hân hoan của cô trò trường trung học cơ sở Trung Thành, xin kính chúc quý vị đại biểu, các vị khách quý, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo lời chúc sức khỏe và lời chào hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Đến để xây dựng trường đại chuẩn quốc gia là một quá trình phấn đấu của thầy và trò trong nhà trường. Mỗi người thầy, người cô, mỗi học sinh không quản ngại vất vả khó khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mỗi người là một nhân tố để làm nên thành công đó. Với nỗ lực phấn đấu và nên thông qua quyết định khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện đối với tập thể và cá nhân đã có thành tích cao trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, xin trân trọng kính mời đồng chí. Thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh thân mến, sau đây tôi xin công bố các quyết định thi đua khen thưởng của tỉnh, của huyện trong buổi lễ. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang số 2275 Hà Giang ngày 12 tháng 11 năm 2015 quyết định về việc công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003, căn cứ luật thi đua khen thưởng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013, căn cứ nghị định số 65 ngày 1 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng năm 2013, căn cứ quyết định số 06 ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hà Giang, xét đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 385 ngày 19 tháng 10 năm 2015 quyết định công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 89 tập thể trong ngành giáo dục và đào tạo đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015 và các phong trào thi đua của tỉnh. Kinh phí khen thưởng được trích từ quỹ thi đua khen thưởng của tỉnh qua ban thi đua khen thưởng Sở Nội vụ chi trả cho các tập thể. Và rất vinh dự cho 89 tập thể, trong đó vinh dự vô cùng có trường trung học cơ sở Trung Thành. Sau đây tôi xin trân trọng kính mời ban giám hiệu nhà trường bước lên sân khấu để nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên lên trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong ngành giáo dục và đào tạo cho trường trung học cơ sở Trung Thành. Xin trân trọng kính mời.
sở Trung Thành. Xin chân thành cảm ơn đồng chí vì yêu cầu. Tiếp theo, tôi xin công bố quyết định thứ hai. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên số 4168 Vị Xuyên ngày 17 tháng 11 năm 2015 quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2015. Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên quyết định khen thưởng 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2015. Kinh phí trích từ nguồn ngân sách của huyện chi cho công tác thi đua khen thưởng cấp về phòng nội vụ, chi trả và quyết toán theo quy định hiện hành. Sau đây tôi xin trân trọng đọc tên và kính mời các cá nhân cùng bước lên sân khấu để nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Xin trân trọng kính mời đồng chí Vi Văn Vận, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung Thành. 2. Đồng chí Vũ Mạnh Thắng, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Trung Thành. 3. Đồng chí Nghiêm Thị Thúy, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Trung Thành. 4. Đồng chí Vũ Thị Xuyên, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Trung Thành. 5. Đồng chí Lục Thị Thu, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Trung Thành. Và 6. Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Trung Thành. Và tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Trung Lai, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vị Xuyên lên trao giấy khen cho 06 cá nhân đã có thành tích trong phong trào xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Xin trân trọng kính mời. Năm học 2015-2016, tôi xin thông qua quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc quyết định về việc khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm học 2015-2016. Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung Thành, căn cứ nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ điều 21 điều lệ trường phổ thông, căn cứ vào kết quả họp xét của ban thi đua ngày 14 tháng 11 năm 2015, quyết định điều 1 khen thưởng 5 tập thể lớp và 20 cá nhân học sinh có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm học 2015-2016 có danh sách kèm theo. Điều 2, mức tiền thưởng cho mỗi tập thể lớp như sau: giải nhất 150.000 đồng, giải nhì 100.000 đồng. Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân đạt học sinh là 30.000 đồng. Điều 3, tiền thưởng cho các tập thể cá nhân trích từ quỹ khuyến học năm học 2015-2016 của nhà trường. Điều 4, ban thi đua trường trung học cơ sở Trung Thành, bộ phận tài vụ nhà trường và các tập thể cá nhân có tên trong danh sách trưởng quyết định thi hành, hiệu trưởng Vũ Thị Yến đã ký. Các lớp tập thể đạt thành tích trong đợt thi đua Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và các cá nhân học sinh, tôi thông qua đến danh sách tập thể nào thì xin mời đại diện của tập thể lớp bước lên sân khấu để nhận giải thưởng. Còn riêng đối với danh sách tập thể và cá nhân được khen thưởng trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 kèm theo quyết định số 01 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung Thành. Về tập thể, giải nhất gồm lớp 9A, lớp 9B và lớp 6A. Giải nhì gồm lớp 8A và lớp 8B. Xin trân trọng kính mời cô giáo Vũ Thị Yến
Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường lên trao giải tập thể cho các em và mời các em bước lên sân khấu. Mời đại diện của lớp 9A, lớp 9B, lớp 6A, lớp 8B bước lên sân khấu. Học sinh đã đạt thành tích trong đợt thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Trong danh sách bước lên sân khấu vì thời gian chúng ta có nên chúng ta thay đổi một chút. Một, học sinh Lý Thị Hiền, học sinh lớp 6A. Hai, Lưu Thị Ngọc, học sinh lớp 6A. 3. Lương Văn Nguyên, học sinh lớp 6B. Mai Thị Hoa, học sinh lớp 6C. 7. Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 7A. 8. Nguyễn Hải Ly, học sinh lớp 7A. 9. Nguyễn Minh Nhật, học sinh lớp 7A. 10. Hoàng Văn Mong, học sinh lớp 7B. 11. Vương Kiều Anh, học sinh lớp 8A. 12. Lâm Thành Đạt, học sinh lớp 8A. 13. Nguyễn Trọng Quý, học sinh lớp 8A. 14. Đỗ Trường Giang, học sinh lớp 8B. 15. Vương Thị Huỳnh, học sinh lớp 8B. 16. Lù Tờ Hiếu, học sinh lớp 8C. 17. Hoàng Thị Mai, học sinh Mã Thị Vân, học sinh lớp 9A. 20. Trúng Xuân Trường, học sinh lớp 9A. Và sau đây xin trân trọng kính mời thầy giáo. Trực tiếp trao giải cho học sinh. Người ta đây thật cao quý, trồng người vì lợi ích trăm năm. Vâng, đó là thông điệp mà trường Trung học cơ sở Trung Thành xin được gửi đến quý vị đại biểu cũng như tất cả các em học sinh trong buổi lễ ngày hôm nay. Vâng, đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, người thầy có vị trí đặc biệt quan trọng. Người thầy không những là người giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ, mà còn phải tận tâm yêu nghề, không ngừng nâng cao đạo đức, tác phong nhà giáo. Đúng như lời Bác Hồ đã dạy, dù khó khăn gian khổ đến đâu cũng phải tích cực thi đua, học tốt, dạy tốt. Mỗi người thầy cô giáo thực sự là tấm gương sáng để cho các em học sinh noi theo. Thấm nhuần lời dạy của Bác, các thế hệ giáo viên, các em học sinh cả nước nói chung và thầy cô giáo, các em học sinh trường Trung học
cơ sở Trung Thành nói riêng ra sức thi đua vượt qua khó khăn gian khổ để tiếp tục giảng dạy và học tập. Với sự quyết tâm của thầy và trò và sự giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, các bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân xã Trung Thành, chúng ta tin tưởng rằng trường trung học cơ sở Trung Thành sẽ ngày càng phát triển hơn. Buổi lễ đón nhận bằng công nhận trường chuẩn quốc gia của trường trung học cơ sở Trung Thành là chuẩn kết thúc. Thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện có mặt của quý vị đại biểu. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, quý bậc phụ huynh và các em học sinh, chúc các em học sinh học tốt, rèn luyện tốt, mai sau trở thành chủ tương lai của đất nước. Xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu các em chỉnh trang lễ và sau đó đứng dậy làm lễ chào cờ. Thôi, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo, toàn hội cha mẹ, phụ huynh học sinh trở về phòng hội đồng hội ý. Các thầy cô giáo lên sân khấu cùng chụp ảnh lưu niệm.